Bạn chỉ có thể là một đứa trẻ hoặc là một kẻ điên mới hiểu câu chuyện ở xứ sở diệu kỳ này. Vậy thì giả vờ là một đứa trẻ hay giả vờ là một kẻ điên dễ hơn? Cái đó thì tùy bạn. Nhưng mặc kệ bạn có giả vờ được hay không thì hôm nay chúng ta vẫn sẽ đến với Skumbada Everyday Wonderland. Một bộ art toys rõ ràng lấy cảm hứng từ Alice in Wonderland của Lewis Carroll. Một câu chuyện khó hiểu, phi logic, không đầu không đuôi. Alice, một cô bé 7 tuổi trong lúc đang chơi trong vườn với chị gái của mình, đã chạy đuổi theo quý ngài thỏ trắng đi vào và rơi xuống một cái hang thỏ. Em Skumbada này được vẽ ở tư thế rơi xuống chính là điểm khởi đầu của chuyến phiêu lưu. Alice và chúng ta sẽ gặp rất nhiều nhân vật trong suốt 12 chương truyện, bao gồm cả những con thú biết nói, hoàng hậu và vị vua cơ trong thế giới quân bài. Ở chương kết thúc, những quân bài đã bay lên và Alice trở về thực tại. Và em Skumbada này quả thực đã lấy cảm hứng từ cả hai chương mở đầu và kết thúc. Bạn đã có thể thả lỏng tâm trí của mình để hóa thân thành Alice the Bold, kẻ liều lĩnh, và bắt đầu cuộc phiêu lưu này chưa? Có hai biểu tượng xuyên suốt bộ truyện này là quân bài và hoa hồng. Quân bài và hoa hồng thì liên quan gì đến nhau? Tất nhiên là không. Bây giờ thì chúng ta sẽ gặp quý ngài thỏ trắng, một con thỏ biết nói lúc nào cũng hấp tấp. Bạn có thắc mắc là làm sao chú lại ở trên mặt đất, lướt qua Alice và vô tình dẫn dụ cô bé rơi vào hang thỏ không? Nếu vậy thì bạn đừng thắc mắc nữa, bởi vì đương nhiên nó là như vậy chứ sao. Để đuổi theo quý ngài thỏ trắng, Alice đã gặp rất nhiều con vật. Cô uống nước từ chiếc chai có in chữ "Hãy uống tôi" và ăn chiếc bánh "Hãy ăn tôi". Cơ thể của cô cứ phình to rồi thu nhỏ, đến mức chính Alice cũng phải thốt lên "Thật kỳ lạ". Và cô đã đem nỗi băn khoăn đó tâm sự với sâu bướm. Ít ra thì sáng nay khi tôi ngủ dậy, tôi vẫn còn biết mình là ai. Nhưng từ đó đến bây giờ, tôi nghĩ là tôi đã thay đổi nhiều lần rồi. Một ngày nào đó khi ông biến thành nhộng rồi thành bướm thì ông sẽ hiểu điều đó kỳ quặc như thế nào. Và tất nhiên con sâu bướm này nó đã chẳng hiểu gì cả. Việc biến đổi như thế thì có cái gì đâu mà kỳ quặc. The Lethargic, một kẻ lờ đờ. Và đây là một trong những mô hình được săn đón nhất của bộ này. Alice đã chẳng bao giờ dừng lâu ở một nơi. Mọi thứ dường như lại ngày càng kỳ lạ hơn khi cô đến nhà của nữ công tước. Phía sau cánh cửa là một căn bếp mù mịt khói. Ở giữa phòng là nữ công tước đang ngồi trên một chiếc ghế ba chân và vỗ về một đứa bé. Bà bếp đang nấu súp trong một cái vạc lớn có rất nhiều hạt tiêu, bởi vì ai cũng ác xì. Có thể chính hạt tiêu đã khiến cho mọi người trở nên nóng tính. Đứa bé liên tục quấy khóc, và khi nữ công tước đưa nó cho Alice thì nó biến thành một con heo. Trong căn nhà của nữ bá tước còn có một nhân vật được yêu thích nhất nhì bộ truyện này. Alice công nhận đây là điều kỳ lạ nhất trong cuộc đời của mình. Mình vẫn thường gặp những con mèo không cười, nhưng chưa bao giờ thấy một nụ cười mà không có con mèo. Chú mèo Cheshire có khả năng tự biến mất, bắt đầu là từ cái đuôi, dần dần cho đến khi chỉ còn cái miệng ngoác ra cười giữa không trung. Nhưng điều đó thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên ở thế giới này. Để tự biến mình thành một trong những nhân vật được yêu thích nhất của bộ truyện thì chú mèo nhiều răng cực kỳ đáng tôn trọng này đã có những câu nói hết sức thông thái. Nữ công tước và chú mèo Cashier sẽ còn xuất hiện lại vào chương cuối của câu chuyện, và chắc là bạn phải tự làm quen với chú ấy để hiểu tại sao mọi người lại gọi đây là sophisticated, kẻ cơ trí. Tạm biệt ngôi nhà của nữ công tước, chúng ta sẽ đến với buổi tiệc trà. Đây là một chương được ưu ái hết sức bởi vì cả ba nhân vật trong chương này đều được lấy làm cảm hứng cho các em Skumbada trong bộ này. Nhân vật đầu tiên, thỏ rừng. Mình không tìm thấy những mô tả về bề ngoài của thỏ rừng trong truyện, nhưng mà có lẽ tác giả của Skumbada đã có những suy nghĩ riêng. Để ghép thành một buổi tiệc trà hoàn chỉnh thì tất nhiên không thể thiếu cái ấm trà. Em thỏ rừng được miêu tả là một kẻ bất an, nhưng mình nghĩ cùng với người làm mũ thì cả hai xứng danh với từ kẻ điên hơn. Người làm mũ chắc chắn sẽ khiến các bạn cảm thấy quen thuộc, bởi vì đây là một nhân vật đã được diễn bởi Johnny Depp trong một bộ phim chuyển thể. Cùng với thỏ rừng, có vẻ như anh ta có một người bạn tên là Thời Gian. Thời Gian đã bị hoàng hậu cơ xử tử, do đó bọn họ cứ mãi dừng lại ở lúc 6 giờ chiều là thời gian uống trà, mà cũng có thể đó là nguyên nhân khiến cho người làm mũ bị mất ngủ. Mình đã xém không nhận ra nhân vật này cho đến khi mình thấy phụ kiện là chiếc mũ. Thêm một cái ly trà để khẳng định nhân vật này xuất hiện từ trương bữa tiệc trà. Giữa muôn vàn những điều phi logic thì trong bữa tiệc trà chúng ta có một kẻ điên, một kẻ mất ngủ và một kẻ lúc nào cũng ngủ. Mình thấy em mô hình này rất là đáng yêu á, tại vì nhìn tổng thể thì nó hơi nhỏ hơn so với các em khác. Sóc chuột được mô tả là lúc nào cũng trong tâm trạng ngủ lờ đờ suốt cả truyện, thế nhưng luôn có thể kịp thời tham gia vào các câu chuyện, cũng như là hát bè rất đúng lúc nha. Một chi tiết khá thú vị là em mô hình này đi kèm với một cái thùng. Liệu một con sóc chuột thì có ngủ trong thùng hay không? Chiếc thùng cũng được in cái hình ấm trà, một sự minh chứng rõ ràng cho việc ba em mô hình vừa rồi là có liên quan đến nhau. Vậy thì trước khi mình khui tiếp, hãy set up một buổi tiệc trà cho các em nó đi. Đây là một phân cảnh trong chương 7 của truyện. Tất nhiên là cái bàn trà ở đó rộng lớn hơn, chứ không phải mượn tạm cái thùng của em chuột
sóc đâu nha. Rời khỏi buổi tiệc trà, Alice tiến vào một khu vườn. Ở đây trồng toàn những hoa hồng trắng và có 3 người thợ làm vườn đang chăm chú sơn chúng thành màu đỏ. Em Scorbanda lá bài này là một trong những mô hình mà mình thấy thú vị nhất trong bộ này. Bởi vì khi xoay lưng lại thì ngay cả hoàng hậu cũng không thể nhận ra họ là người làm vườn, quân lính hay là những đứa con của bà ta. Tất cả đều là những quân bài. Mô hình này được đi kèm theo rất nhiều phụ kiện: lá bài, đôi chân, hoa hồng và cây cọ. Và các bạn hoàn toàn có thể biến đổi nó thành người làm vườn, quân lính hoặc là một quân bài cơ để trở thành những đứa con của hoàng hậu. Tên của em mô hình này là Obedient, kẻ phục tùng. Thì đúng rồi, trong thế giới này hoàng hậu cơ là người lớn nhất, có quyền nhất. Và đây là em mô hình đẹp nhất và được săn đón nhất của bộ này. Không chỉ bởi vì tính cách đặc biệt của nhân vật nguyên bản mà còn vì được thiết kế cực kỳ đáng yêu. Hoàng hậu là một kẻ cáu kỉnh, không kiên nhẫn. Bà ta xử tử hết tất cả mọi người và mọi thứ dù chỉ có một xíu xiu không hài lòng. Thế nhưng sau cái câu ra lệnh đó thì thật ra không có ai bị xử tử cả. Bà ta chỉ ra lệnh thôi chứ không mảy may quan tâm là những người đó có thực sự bị xử hay không. Chỉ sau một trò chơi croc thì trên sân chỉ còn lại vua, hoàng hậu và Alice. Tất cả người chơi khác đều đã bị tống giam chờ hành quyết. Thế nhưng hoàng hậu chỉ là Petulin, một kẻ cáu kỉnh thôi chứ không có độc ác. Và tại sao vai trò của hoàng hậu trong vương quốc này lại quan trọng như vậy? Người đứng đầu lẽ ra phải là vua cơ, nhưng mà vị vua của chúng ta thì lại khá là khờ khạo và nhút nhát. Khi có kẻ nào làm phật ý ông á, thì thay vì ông tự xử, ông lại gọi này ái hậu. Tất nhiên hoàng hậu thì chẳng mảy may quan tâm việc xét xử làm gì. À, nhưng có lẽ là mình nhầm, tại vì những chương cuối của bộ truyện này chúng ta quả thật là có một phiên tòa, và người bị đem ra xử quyết chính là cận thần của hoàng hậu, Quân Tri Cơ. Vị cận thần này tỏ ra rất là trung thành với vua và hoàng hậu. Thế nhưng vào một ngày nắng hè oi ả, những chiếc bánh trái cây của hoàng hậu đã bị trộm mất, và vị cận thần Tri Cơ đã phải ra trước tòa để trả lời cho điều đó. Phiên tòa được diễn ra với rất nhiều nhân chứng, bao gồm nữ công tước, chú mèo Cheshire, bộ ba kẻ điên ở bàn trà. Mình rất thích chi tiết cái đế đỡ của em Scorbanda này, vì nó có hình dạng là một quân bích nhưng mà in bên trong là một quân cơ. Điều đó có nói lên rằng cận thần Tri Cơ là một kẻ phản bội hay không? Cái đó thì mình không biết, bởi vì nguyên cả phiên tòa với từng này nhân chứng, cộng thêm quan nội chính thỏ trắng nữa, mà đến cuối cùng đã kết thúc bằng việc hoàng hậu đòi xử tử Alice, và cô bé Alice 7 tuổi của chúng ta đã bừng tỉnh từ trong một giấc mơ.